giới thiệu cho anh em cái rác cần câu của Nhật nhé. Gác cần câu ấy con, cái này dùng để gác cần câu trên ghe nhé, để câu cá lớn nha anh em nhé, câu máy điện, các máy điện nha. Cho cái này camera nó xa một xíu, nó gần quá nhìn không thấy đó đây nha. Đó khi đi thì mình đây là cái ví dụ, đây là cái thành nghe nhé, mình sẽ gác dọc hoặc các ngang đều được hết nhé anh em nhé, các ngang các dọc đều được hết đó, thấy không đấy. Đó mình gác này, cái này là cái cò nhé, đầu này là anh em sẽ gắn cần vào đây, đây cần gác ngay đây, cái thân cần sẽ mở cái này ra này. Đó, mở ra. Đó, bỏ cần vào, khóa lại, vặn lại nhé. Rồi chủ yếu là dùng để gác cho máy điện là chính, máy điện và máy ngang là chính, máy đứng vẫn gác được, máy ngang đứng thì mình phải gác nó chìa ra phía trước này xíu. Đó, cái máy nó sẽ nằm ngoài này, còn máy ngang thì nó nằm trên này luôn rồi. Cái này là cái cò nhé, khi mà cá ăn đó, bây giờ chỉ cần bấm phát rút ra thôi. Đó, cá ăn bấm cái rút ra nhé, không ăn nữa thì cắm lại, đó rất tiện lợi. Bên Nhật người ta chế tạo sẵn rồi, hàng này rất là nổi tiếng của Nhật đó, chuyên sản xuất. Đó, anh em mà câu máy điện khơi nhiều thì chắc là sẽ không còn lạ gì với hãng này. Đó, cái này nó có thể để đổi ngang dọc được nhé. Ở đây còn cái này, cái này chắc cũng nhiều anh em chưa biết. Cái này có rất nhiều anh em máy điện có thể là chưa dùng các cần này rồi, nhưng mà chưa biết cái này vì người ta về người ta đã tháo mất cái này rồi. Đó, cái này á, khi mà mình khi người ta kéo cần lên á, khi kéo cần lên nhá, thì người ta sẽ bỏ như này vào cái thân cần cái gài đây, còn cái này là nam châm để đựng lưỡi câu á, cái thẻo câu và lưỡi câu, tại vì cái thẻo điện nó rất là dài. Đó, để mình lấy mình cho anh xem thì người ta đã tính toán mà người ta thiết kế sẵn rồi. Đây nha anh em nha, người ta đã tính toán rồi. Đó, thì thẻo người ta sẽ làm mà vài lưỡi, thì con lưỡi thì sẽ gắn đây. Đó anh em thấy không, đây mình để anh cao lên xem, khi mà cần gác rồi nhá, các cái dây thẻo lưỡi thì sẽ gắn như này. Đó, lưỡi sẽ như thế này. Đó, nó đều hút hết. Đó, đó thấy không. Đó, thì để cho lưỡi nó phải rơi lung tung, nó dắt lung tung đó. Đó, bên Nhật người ta đã tính sẵn hết rồi. Đó, đó khi người ta máy điện ấy, thường ấy, người ta kéo cần là người ta sẽ kéo như này, nhất là cái để xuống này, dựng cái cần thẳng đây và cái đít cần này sẽ khóa vào đây, khóa vào trong này, đây. Cái đít cần này sẽ khóa vào trong này và các lưỡi câu người ta sẽ để vào những cái này, đây, gài vào những cái này, đó, đấy, nha, đó. Thường những cái mà về Việt Nam thì sẽ không có cái miếng này đâu. Cái này anh em có thể gác ngang và gác dọc đều được nhé. Đó, gác dọc dễ thôi, tháo cái này ra, dùng cái cờ lê này, tháo cái này ra thôi. Đó, dùng người ta làm để tính toán hết rồi, dùng hai cái hai bên, do mình dùng tay á nên là nó không có tiện lắm. Đây hai cái hai bên này, cái cờ lê đấy, người ta bên Nhật người ta làm hoàn tính nhất, nó cong ra ngoài để anh em mở cho nó dễ.
thì thay vì anh em mấy này thì mình sẽ gác kéo ra thôi, rất đơn giản. Cái này có thể xếp gọn nhé. À đây, quên mất, để xếp gọn cho anh em xem trước. Nó xếp rất là gọn. Đây. Vặn này lên trên hết. Thôi để mình tự trưng thôi. Đó. Rồi xếp như này, xếp lại như này. Đó, anh em thấy không? Gọn chưa? Cái này sẽ quay vào đây nhá. Đấy. Xếp rất là gọn này. Đấy. Đấy, đấy nó chỉ gọn cục này thôi. Đó, anh em thấy không? Đó, nó xếp rất là gọn. Đấy. Còn đây thì là mình vẽ ngang ngang dọc được hết nhá. Cái này anh em lóc ngang nó dọc được hết. Đó. Cái này còn thể gọn thêm nữa được là nó có thể tháo rời hai cái miếng này ra luôn. Đó, vặn ốc này tháo rời ra luôn. Đó. Nhưng mà như vừa nãy xếp như vừa nãy là cũng đã gọn lắm rồi. Anh em bỏ vào đồ là ok, không vấn đề gì. Đấy. Đó, đây đây là gác ngang thôi nhá. Vừa nãy là dọc lên, còn đây là ngang đây. Đó. Cũng xỏ cái này qua thôi. Xỏ qua là xong. Đấy, xỏ bên này. Ra mắt vít lại thôi. Đó. Nha. Đấy, anh em thấy không? Rất là tiện lợi. Rất là chắc chắn nhá. Đồ của Nhật rất là chắc chắn. Cái này còn mới nguyên này, anh em xem còn mới nguyên, chưa có chày nhé. Có cái con ốc hôm qua mình cầm mình vặn này, nhưng mà nó cũng chả chày. Nhìn tưởng chày nhưng cũng không chày. Đó. Đó. Này. Cái này còn mới nguyên này. Thấy không? Anh em thấy không? Đây. Cái cỏ đây. Cỏ vẫn còn nguyên mát này. Mình không có cần mình gác cho anh em xem. Mình quên lấy cần kia mình gác cho anh em thử. À để đợi mình lấy cần mình gác cho anh em thử nhá. Rồi đây nha. Để mình lắp lại mình gác cho anh em xem. Chiều nào cũng được nhé. Mình lắp tạm rồi. À nhưng mà để cái này thì cái cần nó dài quá gác không được. À, để mình tự trưng thôi. Đây nó sẽ như thế này. Cái cần này này. Máy mình có rồi nhưng mà mình thôi mình lắp cái cần đấy, em hiểu rồi. Đó. Chọn, bây giờ quay cái bàn này, quay ngang nó ra. Ây da. À thôi. Quên mà nãy lắp ngược kia được rồi. Đó, ý là nó sẽ như thế này. Cái cần đây. Gắn cái này vào đây nhá. Đây này. Mình quay chiều này nó vướng này, vướng cái khoảng cách của tường rồi. Gắn cái chiều này cho anh em dễ hình dung. Đó. Rồi gắn đây cho dễ này. Ngay cái vị trí này. Còn khi câu thì mình sẽ sắp xếp để mình gắn gấp vị trí khác cho nó tiện lợi cho người sử dụng. Với lại tùy cái bộ máy cần cho nó cân bằng nữa. Đấy. Bây giờ mình phải xoay cái bàn lại để nó đáp vào đây được, vì cái chiều này nó vướng cái tường. Anh em thông cảm nhé.
Đây. Đó. Đó, nó như thế này nè. Đấy, anh em thấy chưa? Mình chưa khóa cái này vào. Cái này mình chưa khóa. Đấy. Đây mình chưa khóa này, cái này dưới này. Chưa khóa này nó còn nóng vậy, tại vì mình lắp tạm anh em xem á. Đó. Rồi bộ cần máy lắp nào tùy anh em thôi. Đây. Bình thường nó sẽ lắp đoạn này này, đoạn này sẽ vào đây. Đoạn này đến đây, cái cần cái máy ngang nó sẽ nằm giữa đây. Đó. Đó. Nên mình lắp tượng trưng cho anh em xem nhé. Đấy, nó là như vậy. Khi mà cá cắn á, khi mà cá cắn thì sẽ bấm cò này và rút ra thôi. Đây. Rất đơn giản. Thấy không? Rồi, công về là đó. Nhá. Chị bật chặt cái dế này. Đấy, cái dế này mình khóa chặt vào là xong thôi. Đó, nè. Đấy. Vẫn còn nhấc ra. Dựng nhá, đây này như người ta đã thiết kế để dựng này anh em mình nhìn này. Đây là mình làm hơi ngắn nhé. Ăn vào đây này. Đó. Ok, đó. Đấy, mình tự trưng anh em xem nhá. Đó như vậy. Bộ rất mới. Gần như là chưa, cái này là chưa sử dụng. Rất tiện lợi, rất gọn gàng và tiện lợi như em nhé. Đó. Đó. Mình xếp gọn nó là mình xếp nó vào như này. Đó. Cái này xuống là nó gọn, nó xếp vào đúng rồi luôn, nhà thiết kế sẵn rồi, xếp đúng ở đây thôi. Gọn này, dây này là dây đai bảo vệ an toàn nhé. Để cá đôi khi cá lớn quá nó cắn nó bay cái bộ rồi luôn, những cái nếu cái dây nó giữ lại. Đó, ok nha anh em nhé. Xin cảm ơn anh em.